ta đây à, ông Tiên. Hôm nay là đây ông Tiên. Đây ngồi nè, gom lại đi, nói một lượt luôn. Rồi để cho tổng kết bữa nay rồi cho là mình ăn. Nói gì nói lên đây nè. Đỡ đi. Trời ơi, đàn ông mà mất cỡ, đâu phải đàn bà đâu. Con là ông Tiên mà, con lúc này hộ pháp thì con có gì con nói. Thấy Mỹ Hạnh không, cũng ông Tiên, Lăng Xăng, cái này cũng ông Tiên. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em cũng biết nói gì hơn là thật sự cái gì em cũng tin là có duyên số. Và từ 1 tuổi đến 15 tuổi thì em ở trước nhà em á thì nó có hai cái chùa, lúc nào em cũng chạy vòng ở trong đó, chỉ đó ở Việt Nam. Nhưng mà thì em không có tu tập giống như mấy người kia, em chỉ là tò mò rồi lúc nào cũng chạy lòng vòng như chùa mà không có biết sợ. Chùa thì lúc nào cũng tắt đèn hết thôi vậy á, mà mình cũng đi, mình cứ đi, mình giống như mình đi chơi trong đó, mình thích chơi trong đó vậy đó. Em mới chạy ở ngoài. Tóm lại đi con. Dạ. Rồi từ 15 đến 30 tuổi thì đi nhà thờ Tin Lành, thì tin Chúa và đi vô đạo Chúa thì ăn như ai ngồi luôn con. Nói đi, nói mấy câu cho vui. Còn nhưng mà mình cũng nhớ, thấy là ăn nó, kia kìa. Nó có gì thiếu thiếu, cho nên sau đó là đây. Em không có đi bất cứ tôn giáo nào nữa hết. Thì trong 10 năm sau đó là em tìm hiểu, em vẫn tìm hiểu về các đạo khác nhau. Vẫn học về tâm linh nhưng mà mình cảm thấy không có cái nào phù hợp. Thì cứ đến một ngày thì gặp cái người chị á, nói là ô có ông sư nào khôn quá mua cái núi bự lắm ở Mỹ Tho. Thì em đi lên đó em coi thử coi. Tại vì trước lúc đó thì em cũng đã nằm mơ thấy Phật A Di Đà và Phật Bà Quan Âm mới chỉ đường em đi. Thì em cứ tìm hoài và em đi vô mấy cái chùa đó thì em thấy không có cái phù hợp. Thì lần đầu tiên gặp sư phụ là năm 2019. Sau đó thì cũng đi về. Rồi mình nghĩ là tự mình tu, rồi sư phụ giảng thì chuyện của sư phụ. Nhưng mà mình không có cần phải tham gia hay là cái gì. Nhưng mà sau đó thì ở trên lại cho cứ tiếp tục cho thấy này thấy kia, thấy đủ thứ. Người này có điển, làm thơ rồi thấy nữa. Tức là thấy nhiều kiếp của mình, thấy cái người sư phụ mà sư phụ là chỉ định là phải đi theo. Rồi sau đó em cầu nguyện với cha mẹ, rồi em hỏi là có đúng là đây là thái tử, là cái người em phải đi theo. Thì sau đó là em mới là xuống gặp sư phụ mình. Thì theo lúc đó thì em nghĩ là mình tự tu ở nhà, giống như sư phụ nói là tự mình đi xuống các bước mà đi vậy đó thì cũng được. Nhưng mà ở trên cứ cho thấy hoài, cho nên là mình nói thôi không có ngoan cố nữa. Ok rồi, anh Hoàng với An nói gì không? Kính chào cha mẹ, kính chào sư phụ và các cô các bác, anh chị em. Hôm nay tới đến tới ngày hôm nay là sư phụ có rất là nhiều đệ tử. Nhưng mà mình tin chắc là cái người mà sư phụ đắn đo và suy nghĩ nhiều nhất để trước khi mà nhấn được cái nút là cho thằng này nó được đi theo nó ôm, chắc có lẽ là mình. Tại vì mình chắc có lẽ là đại diện cho mấy anh ở ngoài kia. Là thứ nhất là đã là mấy anh có cái ngã, thứ nhì là có cái mắt kiến dày, cho nên rất là khó đổ. Nhưng mà mình có được một cái may mắn là mình được 2-3 lần tiếp cận gần với sư phụ. Thì được chia sẻ, nhưng mà mình cảm thấy khi gần người thì mình thấy được cái năng lượng và cảm thấy được cái sự hiểu biết gì đó mà mình lần đầu tiên mình gặp, mình được ngồi gần và nói chuyện một thời gian thì mình chỉ nói là cảm ơn sư phụ. Lúc đó mình kêu là anh Kiệt. Cảm ơn anh Kiệt đã cho em những cái bài học vô tự
bài học đó mình rất là mến và rất là quý. Không dạy mà biết. Và chính vì từ đó mình bắt đầu mới để cái tâm mình vô. Rồi sau đó mình mới ráng cố gắng. Mình hứa với bản thân là con sẽ làm tốt nhất có thể. Để sau này nếu có cơ hội được nhận thì con cũng sẽ làm tốt nhất có thể. Luôn luôn, con nữa. Bây giờ tới đàn ông lên nè. Để cho lại rồi xong rồi tới bộ lão một cái nữa rồi ngủ đi ăn. Rồi mấy. Bội lên, nó có cái này lưu niệm mà. Nó không chốt, nó không có hình lưu niệm. Cái này lưu truyền tới mấy nghìn năm lận. Đưa mặt lên chút xíu cái clip đi. Nè mấy đại tử nè, con nè, con luôn á. Ừ, lên đây. Đi Thái nữa. Đó, thừa phục vậy. Ok rồi, hai. Cứ đứng gần đó đây, đứng gần để quay nó luôn. Đưa mày rồi con cút dưới. Ờ đó à, à tướng trời á, nó ba tướng trời á. Chia xuống dưới cây cho nó quay dữ. Rồi tới bộ lão nữa rồi mình đi ăn cơm. Bữa nay khỏe quá hả lần đó. Nó kiểu này cái này nó. Hello. Hello, có cái clip lạ chút vậy đó. Dạ, à, thưa sư phụ, à, con xin đại diện cho em Hải. Tại em Hải nó nói mắc cỡ quá. Không dám nói không được. Xong rồi, lời đầu tiên, con đại diện, con xin khẩn xin cha mẹ gia hộ cho sư phụ mau sớm về Việt Nam để làm minh vương. Lo cho nước Việt Nam nói riêng, cũng như là thế giới nói chung. Cái... cho một cái thời kỳ thịnh vượng ở trong tương lai. Rồi đầu kế tiếp là con cũng khẩn xin cha mẹ gia hộ cho sư phụ được nhiều sức khỏe để sư phụ có sức khỏe để lo cho những việc sắp tới. Câu chuyện của con thì đơn giản lắm. Con khi mà con có ý thức rồi á thì tự nhiên trong lòng con cứ khấn thầm thôi. Con nói không biết cuộc đời này con thấy khổ quá, thôi. Con cũng đi tu đi, nhưng mà con không có tìm được là một vị thầy. Con cứ khấn là một lúc nào đó cho con gặp được một thiện tri thức cũng được. Hay là nếu mà con có đại phước thì con gặp được một vị minh sư. Thì khi con khấn, thường con khấn như vậy. Thì đến lúc mà Covid, khi con được ở nhà làm, thì con có lên YouTube mình coi. Thì con gặp được video YouTube của sư phụ. Thì con khi mà gặp, con coi... những khoảng 6 cái video clip thì con nói cái ông này chứ không ai hết trơn á. Con nói thầm con á, con nói xin lỗi sư phụ, con nói vậy đó. Con người miền Tây con nói sao con nói thẳng, con có cái lời văn hoa. Xong rồi con cứ để trong lòng như vậy. Con khi mà con sắp xếp công việc xong, con nói là lúc mà Labor Day của tháng 9 vừa rồi, con nói con nhất quyết phải lên Thiên Long Sơn, dù con không biết ở đây là ở đâu. Xong rồi con mới rủ vợ con nói bữa đó em phải đi thôi, em thích thì em đi theo, nồi em đi, anh đi mình. Rồi xong rồi con lên, khi mà con lên được Thiên Long Sơn, con thấy sư phụ đang ngồi đàm đạo dưới. Đại tử nó đứng lên luôn đi, đủ 4 hạng. Anh Hiển, đứng lên luôn. Dạ, thì... đứng lên luôn hả? Thì con lên, con chỉ thấy hình ảnh của sư phụ đang ngồi đàm đạo dưới và con... Tôi nói đây là cái gì mà con đợi lâu lắm rồi. Xong rồi luôn, nguyên băng luôn, lắm rồi luôn. Bây giờ có hồn mát mà. Dạ. 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 Bo đi. Xong rồi con thấy sư phụ, rồi con nói tự nhiên có những cái giây phút con không biết là con đang còn đợi nữa, có những giây. Con mới lái xe đầu tiên thôi, thì lúc đó con sợ con lái xe lủi vô cái nhà thư viện luôn. Con thấy có vài giây là con không có nhận ra con đang tồn tại nữa. Con biết đây là cái vị mà con đã chờ lâu lắm rồi. Có đơn giản vậy thôi à. Rồi con phải đợi bữa đó, sư phụ hôm ngày hôm sau con theo mấy chị xuống đây. Rồi con đợi sư phụ ở ngoài đó, tới 11 giờ tối rồi. Sư phụ lên, con với vợ con con rất là xúc động. Sư phụ tới cho nói trời, hai đứa này giờ này còn ở đây. Xong rồi sư phụ nhận hai đứa con là tự luôn. Lúc đó là con nói cuộc đời của con đã thay đổi rồi, con không có còn sợ gì nữa, thì đã tìm được sư phụ rồi. Tự nhiên đơn giản vậy thôi.
Cảm ơn. Còn mấy cái microphone nữa, Hiển, Hiển lại tiếp. Chắc con chả biết nói gì hơn, tại tất cả mọi người đã nói hết tất cả mọi thứ con muốn nói rồi. Tử này con nói giỏi lắm, con học cao mà nói. Con học cao hơn Bác Trọng học... nhiều, nói lâu lắm Bác Trọng. Học cao là một chuyện, nhưng mà khi mà đứng trước mặt mọi người nói chuyện rất là khó. Không được như sư phụ đâu. Sư phụ thấy con nói chuyện lưu loát Bác Trọng nhiều. Con nói chuyện lưu loát nhưng mà khi mà đứng trước trước public, trước mọi người thì rất là khó sư phụ, rất là khó. Mà tất cả mọi anh chị em đây đã nói hết tất cả mọi thứ rồi thì con không biết nói gì thêm hơn. Cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Anh Long muốn nói gì nữa vậy cơ anh Long? Dạ anh Long. Em hộ pháp của chúng con hứa sẽ bảo vệ sư phụ tới cùng. Con tới đây con cảm ơn sư phụ rất rất là nhiều để được sư phụ nhận con làm đệ tử. Và con xin thay mặt cảm ơn sư phụ với tất cả người ở đây. Tụi con rất là vui. Cảm ơn sư phụ. Trước tiên là con cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sư phụ, những các anh chị em xung quanh. Các con thì trước nay con 2 tháng ở nhà mà bị Covid, con mới coi trên YouTube con thấy sư phụ. Cái người này sao mà lo cho tất cả cái anh chị em mà bị Covid chết, bà con ở Việt Nam, nên lòng con cảm động. Con tâm của con cũng là cũng nghĩ cho tất cả ba chúng sanh, con cũng thấy ai Phật dạy được tất cả chúng sanh ai cũng là ông bà cha mẹ của mình. Thì con nghe lời sư phụ con quay về hướng Đông Bắc con lại cha mẹ, cái con nhận được sư phụ. Xong rồi những gì mà con học trong kinh, ông đọc kinh thì sư phụ có hết. Sư phụ có Phật nói con đọc kinh Địa Tạng, nó nói với Phật kia nhà Địa Tạng là thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn luôn, mà biện tài vô ngại của con không thể nghĩ bàn. Sư phụ có hết tất cả. Con ước nguyện là tại sao có những người Phật pháp học Phật mà con của Phật mà không thấy được, con rất là buồn. Ước nguyện của con là tất cả các Phật tử khi mà nghe phải biết thêm về cha mẹ, biết quay đầu. Sư phụ là người dẫn dắt cho toàn thể thế giới. Con xin hết. Bây giờ tới Thiên Bô Lão đưa xuống ngay đây, ngay đầu tiên cái đệ tử này quay trở vui vô cái clip gia đình mà giữ lưu niệm chứ để mốt sắp sửa đi rồi đâu gặp được đây quay còn như ta ít lúc nắng á.